Giáp sắt ba sừng Triceratops, khủng long lửa cưa Stegosaurus, năng lượng linh hồn kết hợp giải phóng tấn công bùng nổ sức mạnh ra giá. Ghê, giải phóng sức mạnh ép buộc Stegosaurus xuất chiêu. Nè, chiêu cho Bi đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1 xuất chiêu. Go, đi mau, tấn công, tài giám sát, bắt sừng, chi sinh ra, nô gót, chi tiết ta bừng bừng, quyết tâm, quyết thắng, Ôi, no, ngươi sẽ không thắng được ta. Khủng long lửa cừa, Stego Sage, trà bá sức mạnh, đi cuồng hơn cả, không gì thắng được ta. Xuất chiêu đó là đang lườm nhau nha các bạn. Ba sừng nha, chuẩn bị đối đầu. Đối đầu rồi. Ôi, hai con đối đầu kìa. Chuẩn bị tấn công hả? Tấn công rồi. Tấn công. Giáp sắt bằng sừng chi sẽ đã đầu góc xuất chiêu được kìa. Rồi, Stay có say, cố lên. Tấn công kẻ thù. Yeah. Tấn công kẻ thù ngã long quay. Ngã đi. Tấn công. Oh no. Wow. Yeah. Thắng rồi. Ôi. Giáp sắt ba sừng Kisada Dogot vô địch. Stegosaurus của anh thuộc về Death Metal, sử dụng sức mạnh ép buộc, sao mà thắng Triceratops của em được? Sức mạnh bản năng mà. Ê Ben, em đừng có xem thường nha. Đừng quên khủng long lửa cơ Stegosaurus của anh vốn được huấn luyện bởi Truffle, là một trong tứ đại thiên vương của Death Metal đó. Gì? Tứ đại thiên vương hả? Tứ đại thiên vương thì sao? Em đâu có sợ. Vậy là Ben không biết rồi, để anh nói cho Ben nghe nha. Stegosaurus còn có biệt danh là máy cưa điên, vang danh khắp thế giới chiến binh thú roi. Sợ chưa? Gì? Em sợ chưa? Chẳng qua là hồi nãy anh chưa có xuất hết chiêu của nó thôi. Gì? Chưa xuất hết chiêu đâu. Rồi, để xem. Bây giờ trận sẽ đấu thứ hai nè, để xem ai thắng là biết liền. Rồi bây giờ anh sẽ cho hả Stegosaurus của anh phá núi cho em coi. Phá em sợ núi. Phá núi luôn. Ủa em cũng công thành được rồi. Để anh phá núi cho em coi chút, okay, để sức mạnh của như thế nào. Anh đã có chuẩn bị hai cái quả núi ở đây rồi. Biết chi không? Chuyên để đi khoe sức mạnh của Stegosaurus đó. Thì giờ phải sao? Bây giờ nha, bây giờ anh sẽ để hai cái núi ở đây. Đó, hai núi ở đây nha. Rồi, xích lại xíu nè. Đó. Rồi sau đó, Stegosaurus của anh sẽ đi xuyên qua hai cái núi, nổ luôn. Đi vô giữa hai cái núi rồi nổ trong hai cái vách núi ra. Nổ luôn. Ghê lắm. Tin không? Rồi, bây giờ làm thử nha. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Làm thử mới tin chứ. Rồi, chuẩn bị nha. Nè, vô nè. Bây giờ tư thế xuất chiêu sẵn luôn nè. Đi vô nè. Đó, vô. Ghê chưa? Thấy ghê chưa? Đó, nó đang cưa xong rồi. Cưa xong rồi nè. 1, 2, 3, vô. Úng. Hay quá rồi luôn. Trời, hay ghê chưa? Trời, hay để sợ. Vỡ luôn, cả hai cái nút bay mất tiêu luôn. Đó, vì con bên ảnh thôi, quá dữ. Vậy bây giờ nhà ngươi đã biết sức mạnh thực sự của Stegosaurus chưa? Sợ gì chứ? Cho dù là Stegosaurus của anh mạnh đến chừng nào đi nữa, thì một khi Triceratops của em đã kết hợp được với linh hồn thì sẽ trở nên vô địch. Anh đừng hòng mà háo thắng. Vậy thì phải xem kết quả như thế nào, mình phải đấu lại thôi Ben nè. Vô. Vô. Chuẩn bị chưa? Ben đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3, xuất chiêu. Đó, đang lườm nhau. Đồng thế lên, giáp sắt ba sừng Triceratops. Thể hiện bản lĩnh đi, khủng long lửa cưa Stegosaurus.